lấy đũa để đũa tròn hơn là dao à chứ? Dao cũng được, phải có đũa mà lấy. Nè nè, ông đó có hoa cuồng gì không? Hay đũa? Đũa, thế mà đũa còn sớm luôn. Dạ, đũa. À, khui đũa. Đó, 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 đó. Cái này là chuồng bò ở gì hay gì? Wow. Chị không quay lại. Chị không phải chuồng bò. Cái này chạy lên. Sáu ghi á. Sáu ghi. 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 Wow. Đây cô này cô bán bột chiên này. Tiệm bột chiên của em ở chỗ nào? Số bao nhiêu? 24 LS luôn à? 004. Chị bổ sầu riêng có nghề quá. Đó cả nhà nhìn. Wow, rất là tuyệt vời. Anh chị giới thiệu luôn đây. Trời. Bên kia sầu riêng có họ có là tươi này hay là đông lạnh anh? Cái này là thịt hầu tươi luôn. Không, ý em hỏi là bên mấy bên anh thì có tươi không? Có nhưng mà là frozen cái đông lạnh. Đông lạnh à. À. Còn bên đây là Sài Gòn, sầu riêng tươi. Vâng, đây là chín cây đấy. Vâng. Rồi, mấy anh chị dùng đi ạ. Cái nhà lá vườn. Cái nhà lá vườn. Cái ốc khỉ. Sầu riêng ốc khỉ đấy. Bên đó là cái chuồng bò đó. Chuồng bò đó. Nó chuồng bò. Nó cũng giống giống như nhau vậy đó. Và đây chúng ta sẽ quay cận cảnh cái trái sầu riêng nhé. Đây là sầu riêng ốc khỉ. Cái này sầu riêng thì một năm nó có mấy vụ anh? Là một vụ một. Một năm một vụ, nó thường nó ra hoa tháng mấy mà trái thì tháng mấy? Cái đó tùy theo mình xử lý. À, bây giờ mình kích được. Kích được, mình cho nó ra trái tháng nào được, nó là do mình thôi. Chứ tháng nào giống như mình bán thì là nó canh, nó canh giá nó. À, canh giá. Giống như tháng 3, tháng 4 đấy thì giá lên cao, lên tới 80-100 ngàn. Ồ. Như tháng này thì có 40 thôi. Liệu coi cái giống như cái tháng Tết thì người ta có mua nhiều không? Không, tháng Tết là gần Tết á, qua Tết không á. Ờ. Bán ngày Tết lễ á. Tại vì ngày Tết là chủ quá không ăn. À. Đây chủ yếu lại bán ở Trung Quốc à? Giống thử này nè. Ô sao cái này nó bị rớt này anh? Nó rụng sinh lý á. Trái này bị rụng. Nó rụng à. Xong cái rụng này mình bỏ không làm gì được. Mình lấy mình bán thì mình cho người ta làm kem á. À kem sầu riêng á. Đây cái trái này rụng này. Thì bác ấy nói là có thể bỏ họ hoặc là bán cho họ làm kem sầu riêng. Nhưng mà trái này như vậy thì nó có gì chứ anh? Nó chỉ nó có xíu mùi à hay sao? Nó có cơm, nó để lâu ngày nó khô á. Nó lên cơm. Rồi. Lên mùi thơm á, dễ mùi thơm. Rồi. Nhưng mà đặc biệt Sóc Trăng là nó ăn sầu riêng nguyên không nha. Không có mua sầu riêng đâu. Nguyên nghĩa là sao? Sông Trăng làm bánh bía rồi kia là một nguyên 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 trái như thế này. À, loại tốt á. Tức là loại tốt nhất, ngon đúng không? Ừ. À. Đây, thưa quý vị các bạn, đây trời mưa rồi thì quán cơm tấm này cũng cô cũng đang không giờ bán này. Bữa nào chúng ta sẽ ghé đây để ăn cơm tấm này. Cơm tấm sườn bì. Mưa và chú vẫn đang nướng thịt.
nướng sườn. Cái quạt này để quạt cho nó khói cho nó bay ra ngoài đường à. Vì khi nướng cái sườn nó sẽ bị sao nhỉ? Nó sẽ bị khói. Bên đây có ba cái sửa xe. Điện sửa xe. Bên kia cô bán hình như là chè. Đây có bán vé giò. Vé giò cam bắt dạ. Bánh mì nướng kìa. Đây lát xíu ngớt mưa chúng ta sẽ chạy qua. Mì xào giòn ở kia. Vâng, nó là hủ tiếu xào mì xào giòn. Bữa nào mình sẽ ghé đây ăn thử tiếp à cả nhà. Còn đây nhà cô chủ thì bán là cam vắt, nước sâm, rau má. Đây những anh chị này từ Mỹ về chơi này, nguyên một đoàn. Có người nhà là tức là có bà con ở đây. Đó. Cả nhà mình nâng ly nào. 1 2 3 vô. Một lần. Này bạn ấy cũng đang ăn cơm, nên kia cố mang cơm cho cố mang cơm cho khách à. Đây là chiều gì mới bán à? Gì bán đến mấy giờ á? Bán cái 10 giờ. 10 giờ tối. Bữa nào để con tới con ăn. Một phần gì bán là thường bao nhiêu tiền? Một phần là sườn không là 27. Sườn không 27 ngàn. Rồi thêm một món gì đó là một món thì là 5 ngàn. Thêm một món là 5 ngàn. Trứng hoặc bì chả đều 5 ngàn hết. 5 ngàn đó. Một ngày vậy gì bán được 500 phần không? 200 phần, và là 200 người có thể phục vụ bếp ăn cho 200 người. Cái này là nồi nước này gì ấy gì? Nước súp để cho khách ăn. Đây có bánh mì nướng này cả nhà, nhìn họ đi dưới mưa có cái dù che, bánh canh, hủ tiếu, mì, giò heo. Đây cảnh sinh hoạt ở chung cư. Bên kia đường Trần Nhân Tôn, góc kia có cái chùa. Đó, nhiều người họ dừng đây họ trú mưa. Trời mưa ở Sài Gòn thì đi xe hơi rất là thích nha. Nhưng mà không phải ai có đủ tiền để mua xe hơi. Thuế xe hơi rất là mắc. Bán nước sâm, rau má. Đây, chiến tích à? Luôn cái gì hết rồi. Vẫn còn à? Còn món gì đó giới thiệu luôn á. Đâu, còn món gì đó kìa. Cảm giác còn nhiều cái không? Nước ốc đâu? Ốc không à? Chỗ nào không? Bánh bột lọc. Còn quá ăn nữa bánh bột. Cái nhỏ kêu như nhau. Nhắm nhắm thì ok. Nhắm rồi gì? Mấy cái món này khô. Khô mực khô gì đó. Khó đi, mình cố được rồi.
Rồi, nhớ em ơi, dạ, dạ. Rồi, cảm ơn anh. Tại anh không còn món gì luôn rồi thôi. Đây chiếc xe taxi đây, đây chùa Bửu Thành nhá. Rồi chùa Việt Bửu Thành á, chúng ta thấy là xe á, xe đây rồi, ta vô à. Rồi giờ chúng ta sẽ đi vô Park Hyatt à. Đây là hàng ghế phía sau hai anh em ngồi á. Quá vui, quá vui. Về Việt Nam vui lắm. Anh ở bên kia là ở đâu? Ở Canada. Canada. Toronto. Toronto. Toronto thì người Việt mình sống nhiều không anh? Dạ nhiều em. Nhưng mà chỗ đó nó lạnh lắm. Ồ lạnh lắm á. Dạ âm độ thường. Đấy, chừng bao lâu anh về mình về Việt Nam một lần này? Dạ khoảng 2 năm. 2 năm về một lần. Dạ. Rồi giờ mình sẽ sạc pin á, lát xíu sẽ dạ, okay. sẽ quay tiếp nhé cả nhà nhé.
recognize. Do you have a name? Đó, bây giờ xe sẽ lên vì tổ chức hội nghị nên sẽ đi chỗ khác ạ. Và bây giờ thì video clip của Tuấn Dương xin phép sẽ kết thúc ở đây nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đừng quên like cho video và đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay nhé. Bye bye các bạn.